Chào mừng quý vị, cô chú anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Neo 10 TV. Toàn tâm toàn ý, nhất trí thành công, hai bên đồng lòng giàu sang phú quý. Thì cái hai cái câu đó đó quý vị, nó không phải là hai câu thơ mà hai câu nho mà Neo 10 nói đâu. Mà nó là hai cái câu thơ do chính cái nhân vật trong câu chuyện ngày hôm nay người ta đã làm hai cái câu đó là hai câu slogan cho cái công ty của họ. Và cái câu chuyện này xoay quanh cái cặp vợ chồng Người từ chồng thì tinh Toàn và cái người vợ thì tên Tâm. Và cái gia đình này đã xảy ra những cái cục diện như thế nào? Để dẫn đến cái bi kịch trong câu chuyện ngày hôm nay. Thì để cho quý vị cô chú anh chị mình không phải chờ lâu. Sau đây thì nêu mời xin đi vào trong cái nội dung chính của video ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì cái câu chuyện này xảy ra trong một cái gia đình cả chồng lẫn vợ đều là người miền Trung. Thì người miền Trung á, người ta có một cái thế mạnh đó là rất là siêng năng cần cù để mà học hành. Bởi vì đối với họ đó, thì khí hậu ở ngoài đó nó khá là khắc nghiệt và thường xuyên là hay cứ lũ lụt đó cho nên là cách tốt nhất mà để đổi đời để có thể là rời quê và lập nghiệp thành công rồi sau đó thì cứu vớt nhà, gia đình ba má anh em rồi này kia đó thì chỉ có một cách đó là cách học thôi quý vị chỉ có học thì mới đổi đời tuy nhiên thì dĩ nhiên miền trung nó cũng có nhiều dùng là nó không có bị lũ lụt đâu quý vị nhưng mà có những nơi thì nó cũng thường xuyên hay bị và gia đình của anh toàn là nó nằm ở trong cái khu vực mà nó thường xuyên bị Gia đình anh Toàn lẽ ra là ba má có tổng cộng là tới 8 anh chị em lận Nhưng mà bởi vì á, là do là ngoài đó cái dùng cái dùng ngay chỗ mà anh Toàn ở quê quán anh Toàn á, Chỗ đó nó hay ngập như vậy cho nên là rụng dần rụng dần Thì nó chỉ còn có 5 anh chị em thôi mất đi ba người Thì à, sau đó vậy là anh Toàn á, lớn lên trong một gia đình mà ở ở cái vùng quê nó rất là khắc nghiệt như vậy Cách tốt nhất đó là chỉ có cái cách học thôi Chỉ có học cái chữ thì mới đổi được đời thôi thì à, cả những người anh chị em trước anh toàn anh toàn là con trai út không thì những người anh chị em trước đó đó là đều học gian dở và ngay cả là có người chị hai chị cả trong nhà là cái người chị đó là còn thất học luôn không biết chữ gọi là mù chữ đó quý vị thì chỉ có duy nhất một mình anh toàn là học rất giỏi ảnh học rất giỏi ảnh con trai út nhưng mà ảnh học rất giỏi luôn quý vị cho nên là gia đình đó, ba mẹ lẫn anh chị em đều dồn sức vô để nuôi cho anh toàn ăn học thành tài sau đó thì anh Toàn cũng học được thành công và lên tới Sài Gòn học đại học ở trên đây Thì khi mà lên trên đây anh Toàn học cái ngành là kỹ sư xây dựng quý vị Thì trước khi mà để học thành tại cái ngành đó để có tiền để vừa trang trải cái việc học á Là ở ngoài quê nghèo quá đâu có thể nào phụ tiền ảnh học đâu Thì bây giờ một phần là anh Toàn học giỏi, ảnh xin được học bổng quý vị Thì học bổng nó chỉ hỗ trợ ảnh được một phần chi phí Rồi thí dụ như ảnh xây sở tiền ăn uống sinh hoạt nữa làm chi cho nên anh toàn ảnh vừa lên tới sài gòn là anh phải vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền quý vị một mình ảnh tự tự xoay sở cái vấn đề chi phí là tiền nhà trọ tiền ăn uống sinh hoạt thì một mình anh toàn là ảnh tự tự đi kiếm tiền hết không có xin tiền ngoài quê quý vị thì à, trong cái khoảng thời gian mà anh toàn á ảnh họ sống ở trên sài gòn một thân một mình á thì thật ra mà nói ảnh sống ở trên đây một thân một mình nhưng trong lòng ảnh lúc nào cũng ấm áp quý vị bởi vì là anh toàn đã có người yêu và cái cô người yêu là chị tâm á là cái chị đó cũng là quê miền trung giống anh toàn luôn hai người á là bằng tuổi nhau luôn và chị tâm với anh toàn hai người yêu nhau là lúc còn ở dưới miền trung đi học á là biết nhau ở ngoài quê rồi xong yêu nhau ngoài đó nhưng mà vì á cái tình yêu nó ngăn cách ở chỗ đó là một bên thì nghèo một bên thì giàu ba của chị tâm á là có công ty bất động sản mà quý vị biết có công ty bất động sản là cũng thuộc dạng có công ty riêng gia đình vậy chứ mà cũng gọi là khá lắm á quý vị mới có công ty riêng đúng không thì à, lúc đó quý vị hai bên á về tài chính về cái hoàn cảnh gia đình á nó quá là chênh lệch cao với nhau đi cho nên á là thứ nhất là tuổi lúc đó hai đứa còn đang tuổi ăn tuổi học cái thứ hai hoàn cảnh gia đình như vậy cũng chưa dám mà kể ra hay là công khai có mối quan hệ cho bạn bè hay cho ai biết hai người đều thương thầm nhớ trộm lẫn nhau và thường xuyên là viết thư tay trao đổi qua lại nhau lúc mà còn đi học thôi và cái chuyện đó thì chỉ có một mình cả hai biết với nhau thôi còn bạn bè xung quanh cũng không biết là hai đứa người yêu nữa thì kéo dài cho tới khi mà xong rồi học học với quê xong bắt đầu là lên tới Sài Gòn học đại học á thì chị Tâm được ba của chị cho chị đi qua bên Mỹ đi du học qua bên đó cái ngành mà chị Tâm chỉ chọn á là ngành kiến trúc sư còn cái ngành mà của anh Toàn chọn là ngành ngành kỹ sư xây dựng cái mục đích á, là bởi vì á, là ba của chị Tâm á là ổng là có công ty bất động sản cái ý định của ổng ổng nghĩ rằng á là khi nào mà con gái á mà mới mốt nó qua bên Mỹ nó học á khi nào học xong thành tài hết rồi á thì nó lấy được những cái tinh hoa ở bên Mỹ nó đem về Việt Nam thì lúc đó ba chị Tâm sẽ mở cho con gái một cái công ty nhỏ nhỏ theo cái kiểu mô hình là tư vấn thiết kế nhà ở hay là công trình đồ này kia dạng vậy để cho con gái mình nó làm thì trong đầu của ông ông nghĩ là như vậy thì hai cha con có thể là hỗ trợ qua lại lẫn nhau ba thì làm bên cái mảng bất động sản đúng không còn con thì làm bên mảng là kiến trúc thi công thiết kế thi công thì như vậy nó quá là ok không Thiết kế nhà ở đồ đi kia Còn bên đây là bán nhà quá ok rồi Nó hợp lý hai bên rất là à, hỗ trợ qua lại lẫn nhau Thì ổng à, mới đầu tư cho con gái là qua bên Mỹ học kiến trúc ở bên đó Sau một thời gian yêu xa anh toàn ở bên đây thì học kỹ sư xây dựng Thì thật ra mà nói á Cái tâm lý của những cái bậc trưởng bối á Thì người ta luôn nghĩ rằng Con cái á, mà nếu như mà trời thương nó học giỏi á Thì nên cho con trai thì theo kỹ sư bác sĩ con gái cũng vậy theo ngành y theo bác sĩ những cái nghề đó là nghề giống như là lương y như từ mẫu mà những cái nghề đó là giống như là làm phước cho đời à và những cái nghề đó được uh, người này người kia người ta người ta uh, trân trọng người ta coi trọng đúng không à kỹ sư cũng vậy những người đó là học cao hiểu rộng mới làm được những cái ngành như vậy kỹ sư nè bác sĩ nè kiến trúc sư nè là những cái ngành đó là những cái ngành cao cao tại thượng được mọi người nể trọng không cho nên là trong đầu của những người lớn á, người ta cứ mong mỏi là sau này mong ước là con cái sẽ học ngành đó, còn nếu không á thì tìm dâu tìm trễ cũng sẽ tìm những cái ngành như vậy để nở mài nở mặt. thì chị tâm á với anh toàn hai người là yêu nhau, nhưng mà gia đình đâu có biết, cho nên là sau đó anh toàn mới học kỹ sư, Rồi còn chị tâm á thì học kiến trúc để sau này á hai người nếu mà về lâu về dài á hai người cũng có thể là hỗ trợ qua lại lẫn nhau trong công việc. thì bẵng một thời gian yêu xa hai bên chỉ thường xuyên là viết thư tay. Thật ra mà nói anh Toàn nghèo thấy mồ Thời đó thì có điện thoại rồi đó Nhưng mà anh Toàn nghèo lắm Đâu có tiền đâu mà mua điện thoại Tiền bây giờ lo ăn uống chi phí đó Còn không có mà bây giờ anh Toàn ánh con trai mà anh đi học Mà ngày ngày đi học đi làm thêm mà phải đạp xe đạp Cọc cạch cọc cạch là quý vị biết rồi Là anh tiết kiệm tiền xăng Anh tiết kiệm tiền mà đi vé xe bus thì quý vị thấy là một người tiết kiệm đến mức độ mà mấy bạc lẻ vậy thì làm sao tiền đâu mà, mà nghĩ tới cái chuyện là mua điện thoại nó kìa không điện thoại nó kìa nha quý vị là điện thoại nokia nó không không hồi mấy chị hỏi đâu mười nói điện thoại nó kìa đó thì hai bên duy trì cái trạng thái là viết thư tay gửi qua gửi lại ấy vậy mà cái tình cảm nó vẫn đơm hoa cái trái duy trì liên tục quý vị chứ mà bây giờ yêu sai như vậy là rụng rồi nha hồi xưa yêu sai như vậy người ta vẫn bền là tại vì nó không có cái vấn đề công nghệ nó xen vô ở giữa còn thời đại bây giờ nó phi thường cái gì cũng vậy Công nghệ nó hiện đại Một phần nó giúp cho người ta kết nối nhau dễ dàng Nhưng cũng một phần là nó làm cho người ta chia rẽ nhau Cũng dễ dàng luôn quý vị không Cũng thích it easy luôn Tại vì sao Bây giờ á anh với em yêu nhau đến nhau cũng dễ Liên lạc nhau cũng dễ Gọi điện phê thăm cũng dễ Nhưng bây giờ chính vì em dễ với anh Thì em cũng dễ với nhiều anh khác luôn phải không Mà giờ anh dễ với em được Thì anh cũng dễ với nhiều cô khác luôn Cho nên thành ra là bây giờ xã hội hiện đại nó hiện đại quá và nó nâng cấp lên thì bây giờ cái gì nó cũng có hai mặt hết trơn á còn ngày xưa đó là cái gì nó cũng thủ công cái gì nó cũng thô sơ nhưng mà chính vì như vậy quý vị người ta có muốn đua đòi người ta có muốn này kia cũng không thể được quý vị tại nó không có điều kiện còn bây giờ nó có chất xúc tác nó có điều kiện thì cái thời điểm hồi xưa là người ta viết thư tay không vậy á mà tình yêu người ta vẫn vẹn tròn người ta vẫn chờ đợi nhau tới ngày người ta hàng gặp nhau không còn bây giờ là vậy là ben rồi thì à, bây giờ chị tâm với anh toàn hai bên cứ viết thư gửi qua gửi lại duy trì mấy năm trời yêu nhau, yêu xa vậy quý vị. Mà hồi xưa nó đâu phải như bây giờ. Hồi xưa qua bên đó học xong rồi là học chừng nào thành tài lấy cái bằng xong mới về Việt Nam. Còn bây giờ á là qua bên đó đi học nhưng mà mùa hè là chạy về Việt Nam chơi à xong rồi qua anh đó học tiếp chẳng hạn vậy hoặc ví dụ nói chung là thỉnh thoảng là con cái đi du học nhưng mà nó vẫn có thể là trong năm vẫn có thể sắp xếp về việt nam thăm gia đình thấy không một năm hai năm vẫn về còn ngày xưa là học như vậy liên tù tì tới nào lấy bằng xong về việt nam luôn hồi xưa á người ta tiết kiệm chi phí lắm bây còn bây giờ nói nào ngay là gia đình có điều kiện lắm mới cho con đi du học cho nên thành ra là con nó về một năm dạng lẫn thăm gia đình bình thường còn còn hồi xưa là nuôi con đi du học á nó cực nó gọi là kỳ công lắm giàu lắm mới cho cho nên là tiết kiệm quý vị thì cái chị tâm này với anh toàn hai người cách xa nhau mà tới mấy năm trời như vậy á mới gặp lại nhau trực tiếp đủ quý gì biết rồi còn trước đó toàn là viết thư nhìn cái qua qua cái nét chữ để mà đỡ nhớ nhung thôi vậy mà cái tình cảm người ta vẫn keo sơn tới ngày gặp lại tình cảm nó lại còn càng, càng tăng đô nữa gặp lại rồi tình cảm nó lại càng trào dân thì từ ngày mà gặp lại nhau á là nếu mà kể cái khúc này là ngắn gọn ha thì kể từ ngày mà hai người gặp lại nhau thì cái chị tâm với anh toàn hai người vẫn là toàn tâm toàn ý đến với nhau luôn cho nên là hai người cũng xin gia đình là cho được cưới nhau Thì dĩ nhiên cả hai đều có học thức trình độ nó cũng ngang ngửa nhau Mà chỉ có điều là về hoàn cảnh gia đình nó hơi lệch pha thôi Nhưng mà quan trọng á cái người cha của chị Tâm là một cái người mà dân kinh doanh cũng có thể là có cái nhìn xa trong rộng. Và ổng ngày xưa cũng là từ hai, hai bàn tay trắng đi lên quý vị. Cho nên là ba chị Tâm á, ổng cũng không có mà thấy sang, ổng ổng đòi mà ổng thấy nghèo thì ổng khinh, ổng không có vậy quý vị. Cho nên là ổng thấy con gái ổng thương toàn mặc dù là gia đình gia cảnh toàn á là nó eo hẹp, nó nghèo. Nhưng mà ổng không có khi dễ bên gia đình của anh Toàn mà ngược lại ổng quan trọng là thằng rể có tư duy là được rồi. Có tư duy thì sớm muộn gì cũng kiếm ra tiền, con gái nó cũng sẽ nhờ được tấm thân. Thì sau đó là ổng cho con gái ổng lấy anh Toàn cái gì thì sau đó thì coi coi như là cái cuộc hôn nhân á, đám cưới á chi phí các kiểu á là một tay bên gia đình của chị tâm lo hết tức là ba má chị tâm là người bỏ tiền ra làm đám cưới hết. Tại vì bên nhà vợ bên nhà gái á, dư ăn dư để hơn giàu có hơn cho nên là sẵn sàng chi móc hầu bao ra chi hết cái đám cưới cho con gái mình để cho con gái mình nở mày nở mặt. Mà. Một phần là như vậy một phần là vì như vậy nữa quý vị cái gì cũng vậy nó phải có cái lý do thì á, anh toàn ảnh cũng rất là sĩ diện ảnh đâu có thể nào mà để bên nhà gái mà chi hết như vậy. Nhưng mà do một phần là công nhận là ba má của ảnh lúc đó vẫn còn khổ lắm Tiền đâu mà của hồi môn xính lễ rồi đám cưới đủ thứ Cho nên là lúc đó sau khi mà hai bên suy gia gặp nhau và hai đứa con nói chuyện á Dàn xếp xong xuôi thì cái kế hoạch là nhà gái á, sẽ chi hết toàn bộ đám cưới còn nhà trai chỉ lo cái phần là cái cái phần mà 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 tiền xính lễ của hồi môn cho nhà gái thôi cho, cho cô cho cô dâu thôi đúng không là coi như là cái đó thì bên gia đình anh toàn cán đáng được anh toàn cán đáng được còn chị tâm á, là bên gia đình chị tâm là lo tiền nhà hàng tiệc cưới đồ này kia nọ các kiểu rồi thiệp thiệp mời đồ này kia hình cưới đồ là bên nhà chị tâm lo thì cái lý do là bởi vì trong cái lễ cưới ngày hôm đó đa phần á là toàn toàn là đối tác nè bạn bè nè quen biết làm ăn với lại bên gia đình ba má chị tâm là chính còn ba má anh toàn nghèo sát nghèo sơ có bao nhiêu người bạn đâu quý vị đâu có người bạn nào thấy nghèo mà thích chơi đâu phải không cho nên là gia đình của anh toàn không có mấy người bạn hết trơn á chỉ có một hai ba bàn gì đó là toàn là người dòng họ họ hàng với lại một vài người hàng xóm thôi còn đa phần á là 70 80 phần trăm khách mời ngày hôm đó là toàn là bên phía gia đình cô dâu thành ra là cái chuyện bên gia đình của ba má chị tâm á suy đi xét lại mới quyết định là chi móc hầu bao chi hết cái tiền tiệc cưới không còn bên nhà nhà trai là anh toàn chỉ cần lo cái vấn đề xính lễ cho con gái thôi thì à, coi như là sau khi đám cưới mà nó vẹn tròn xong xuôi thì ba của chị Tâm á, mới cho anh Toàn và chị Tâm một căn nhà ở trong Sài Gòn Thật ra mà nói căn nhà đó là nó là cái như vậy nữa quý vị Ngày xưa đó là ba của chị Tâm á, làm ăn quen biết rất là rộng Thì có một cái ông bạn á, hồi xưa cũng là dân ở ngoài miền Trung vậy luôn Cũng là lập nghiệp hai bàn tay trắng giống ba của chị Tâm luôn và ông đó thì vô trong Sài Gòn, ông đó phát triển và làm bất động sản trong đây khá là thành công. Ông, ông cũng mở công ty ở trong Sài Gòn luôn, công ty bất động sản trong Sài Gòn luôn. Ông đó là bạn với lại ba của chị Tâm rất là thân thì à, sau khi mà ba chị tâm thỉnh thoảng mà bay vô sài gòn á là ông đó ông lo hết từ a tới á luôn hai người là bạn chí cốt mà rồi sau đó gì cho nên là cái ông đó ổng có công ty bất động sản trong sài gòn ổng là chủ đầu tư luôn nên là ổng mới tặng cho ba chị tâm một căn hộ chung cư ở trong đó ổng xây nguyên mấy cái lóc như vậy đó rồi ổng cho ba chị tâm một căn ổng nói bạn bè thân thiết mà lại cùng đồng hương nhau mà anh em này kia tay trắng làm nên cùng một thời như nhau luôn thì ổng mới tặng cho ba chị tâm một căn là để giống như là uh, mỗi lần mà anh có vô đây anh chơi với tôi thì anh có nhà anh ở kiểu dạng vậy, vậy cho nên là khi á mà chị Tâm và anh Toàn lấy nhau thì hai vợ chồng này á lập nghiệp ở trong Sài Gòn á để phát triển sự nghiệp ở trong đây thì chưa có nhà cửa gì cả cho nên là ba chị Tâm mới lấy cái căn nhà mà của ông bạn mình hồi hồi trước cho để mình vô mình ở đó mà mình rất là ít ở tại vì đa phần là ba chị Tâm ở ngoài quê ít có vô Sài Gòn ở lắm thì mới lấy căn nhà đó cho con gái và thằng rể ở. Thì sau đó anh Toàn và chị Tâm bây giờ an cư lạc nghiệp rồi, có nhà rồi, có nhà có cửa hay không? Thì anh Toàn mới xin đi vô trong một cái tập đoàn xây dựng đó, xin vô đó làm kỹ sư xây dựng quý vị. Và chỉ trong vòng 2 năm, anh Toàn đã được đề bạc lên, à, giao cho ảnh những cái nhiệm vụ chính. Chẳng hạn như là kỹ sư trưởng cho một số những cái công trình quan trọng đó, những cái công trình lớn. Thì lúc này về mức lương thì khỏi phải nói, về mức lương anh Toàn lúc đó rất là cao quý vị và thường xuyên á là ảnh được cái những cái khoản tiền á là tin 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 vô tài khoản liên tục luôn. Thì cái người nói về cái người vợ là chị Tâm thì từ ngày lấy được người chồng là như anh Toàn giỏi như vậy mà lại thương vợ như vậy thì chị Tâm đã sanh cho anh toàn một đứa con gái đặt tên là Ý. Sau 2 năm chung sống thì sau khi mà sanh con gái xong và qua cái giai đoạn thai sản, chị Tâm mới thuê về một cái người giúp việc quý vị để mà chăm sóc vừa chăm sóc nhà cửa vừa chăm sóc con bé ý luôn để cho chị Tâm đi làm trở lại. Thì cuộc sống gia đình hạnh phúc như vậy thêm 2 năm nữa, tới khi mận bé ý nó được 2 tuổi quý vị. Thì hai vợ chồng á bây giờ anh Toàn và chị Tâm yêu nhau tính ra là từ lúc yêu cho tới khi mà có con về sống chung rồi tới khi mà có con luôn. Thì coi như mối tình của hai người kéo dài cũng xem xem là 10 năm rồi, tính ra là từ yêu cho tới khi cưới và có con là 10 năm thì à, bây giờ quý vị tình cảm nó thấm đượm lắm quý vị tình cảm mà nó đã thâm đen rồi ông tính nó thâm niên là 5 năm là thâm niên mà giờ thành là gần 10 năm là thâm đen rồi đó thì bây giờ là anh toàn á thật sự mà nói là anh toàn tâm toàn ý yêu một mình chị tâm cho nên á thật ra cái lúc mà ảnh đặt tên con bé ý là ảnh cũng có cái ý nghĩ ở trong đó luôn ảnh cũng có cái ý nghĩa ý nghĩa ý nghĩa bên trong cái tên của con gái á là cái tên đó là anh toàn ảnh đặt ảnh muốn nói với vợ ảnh rằng là anh toàn tâm toàn ý một lòng á vì vợ vì con thôi Ban đầu á, lúc mà chị Tâm có bầu con bé Ý á, Là anh Toàn ảnh đã không cho vợ đi làm rồi Ảnh nói là bây giờ một mình ảnh có thể dư sức nuôi Cho nên là ảnh không muốn chị Tâm cực khổ nữa à, Ngày xưa đó Ảnh đã từng thấy mẹ ảnh cực khổ Mỗi ngày phải chèo xuồng Mỗi lần mà tới lúc mà nước ngập á Nước lụt á là mẹ anh phải đi chèo xuồng Mỗi ngày mẹ anh chèo xuồng như vậy đó Tới trường để đón con đi học về Cho nên là ảnh đã từng thấy cảnh mẹ mình như vậy quý vị ảnh không có muốn á là để cho vợ ảnh phải khổ giống như má ảnh ngày xưa phải cực khổ vừa đi làm vừa nuôi con cho nên ảnh mới nói là thôi à, nếu vậy thì à, anh dư sức nuôi em em ở nhà đi nhưng mà chị tâm cái tánh của chị là hồi xưa đã từng qua mỹ đi học nữa mà quý vị thì cái tánh của chị theo kiểu là độc lập phải không? À, phụ nữ kiểu độc lập á chị không có thích cái kiểu uh, giống như là bị ràng buộc hay là phải bị trói buộc ở nhà chỉ muốn là phải có đi ra ngoài đi làm rồi tiếp xúc người này người kia mở mang cái suy nghĩ mình ra không cho nên là sau đó thì anh toàn cũng không có ép chị tâm quý vị cho nên mới cho chị tâm á, là tuyển một cái cô giúp việc về nhà để giữ con mình rồi xong rồi cho chị tâm đi làm trở lại thì từ ngày á quý vị mà cái anh toàn này bây giờ ảnh có thể nói là ảnh cũng đã làm cho cái công tập đoàn xây dựng này khá là lâu và cũng được á là cái người chủ tịch tập đoàn này người ta cũng khá là trọng dụng đề bạc ảnh quý vị thì ảnh à, cũng thỉnh thoảng anh cũng đi công tác anh cũng đi nước ngoài rồi chưa kể là anh cũng được những cái thư mời này kia đi qua bên đó dự những cái hội thảo này nọ quý vị thì anh Toàn anh cũng thường xuyên hay đi nước ngoài lắm Thì tới cái ngày hôm đó gì Khi mà anh Toàn mới vừa trải qua Một cái đợt công tác ở bên nước ngoài mới về Việt Nam Thì má của anh Toàn mới gọi điện Hỏi thăm con trai là con trai khỏe không Đồ này kia rồi con về đây khi nào khỏe không đồ á Xong rồi thì bà mới lân la Bà mới gửi gắm bà mới nói á là Do là gia đình anh Toàn có năm anh chị em hai người chị đầu lòng là chị hai chị ba nè Rồi tới Tư anh Tư anh Năm nè Rồi mới tới là anh Toàn là Út nè thấy không thì lúc này quý vị bà má mới nói á là bây giờ con giúp giùm anh năm của con là cái người anh kế anh toàn á anh năm của con ở ngoài quê nè làm thợ hồ lương thì cắt cẩm nhưng mà nói nào ngay thì cuộc sống cũng đắp đổi cũng được tạm được nhưng mà bây giờ á anh năm của con bị người bạn bè mấy thằng thợ hồ làm chung á nó cứ gủ nhau nhậu nhẹt ngày nào anh năm con cũng rượu chè be bé bét rồi về tới nhà là anh năm con lăn ra là xỉn sai sai xỉn vợ mà nói nói tự nhiên anh năm con bây giờ bọp tay hồi trước nó đâu có như vậy đâu hồi trước á là về á mà vợ có càm ràm thì nó cũng im nó nhắm mắt nó ngủ thôi nó nhậu xỉn về nó lăn ra nó ngủ thôi nói chung cái nết nó cũng tốt chứ không có xấu tự nhiên từ ngày không biết nó đi nhậu nó bị mấy cái thằng đó không biết có suối dục hay không về nhà rồi bây giờ á, mỗi lần á, mà chị năm con lên tiếng á, là anh thằng anh của con bọt tay chị năm con rồi vợ chồng khóc bù lu bù lo lên vợ nó khóc bù lu bù lo lên nhà cửa lục đục tùm lum hết trơn ngoài đây má với ba bây giờ nhức đầu dữ lắm mà bây giờ không biết làm sao mà bây giờ thấy con trai mình sai rành rành bây giờ má cũng không biết làm sao mà nếu như bề thế không xong như vậy á, là có thể chắc chị năm con ly dị anh anh con luôn như vậy thì tội nghiệp quá như vậy tội nghiệp cháu của con là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là chị năm con á, là người rất là tốt mà bây giờ để cho anh năm con mà để mất cái người vợ như chị năm con vậy là uổng lắm thì má của anh toàn mới điện vô tâm sự với con trai không mới nói là bây giờ có cách nào á để mà làm cho cái người anh này nè là hết cứ, có cái vụ mà trụ chè be bét với lại tách rời ra những cái đám bạn xấu thì anh toàn anh mới suy nghĩ là bây giờ chỉ có một cách đó là kêu cái ông anh của mình lên sài gòn mình tạo cho ổng có cái điều kiện công ăn việc làm trên đây lên trên đây nè mình đang làm kỹ sư xây dựng mà mình đang đi công trình mà thì mình sẽ xin một cái chân cho ông anh mình vô đây làm, làm cai quý vị, làm cai ở trong đây tại ông đã có kinh nghiệm làm thợ hồ, thợ chánh ngoài kia, thì bây giờ cho ông vô đây chống lên xin đi làm cai đi, rồi á mình trả lương cho ông, rồi mình giúp đỡ anh mình, hồi xưa anh chị em ngoài quê á là hy sinh để giúp mình cho mình đi ăn học thành tài thì bây giờ mình giúp lại anh mình không? thì anh toàn á, ảnh mới kêu cái người anh năm của ảnh á là đi vô trong Sài Gòn đi. Em giúp anh có công ăn việc làm sẵn tiện là anh tách rời những cái người bạn nhậu đó ra chứ mất công là chị Năm ly vậy anh luôn là tội nghiệp mấy đứa con. Thì cái người cái người anh Năm này nói đầu ngay nghe nói là sợ là vợ ly dị á, nghe cũng hơi sợ sợ hơi rén quý vị. Cho nên á, là ảnh cũng nghe theo lời thằng em là thôi kiểu kiểu giống như là cũng cố gắng là cai cái vấn đề là rượu chè thôi chuyển vô trong Sài Gòn ở một thời gian gần thằng em đi, thấy không? Vô hôm đây làm biết đâu em tạo điều kiện công an việc làm khá lên rồi mai mốt đưa vợ vô hôm đây ở luôn thấy không? Sợ mai mốt con mình nó lên Sài Gòn nó học luôn, mình cho nó chuyển vô trong miền Nam này nó ở, vô Sài Gòn nó học luôn, con mình nó có tương lai nữa không? Mai mốt nó học đại học đường nào, mai mốt mình cho con mình học tới đại học nó cũng phải vô Sài Gòn nó học thôi. Thì cái người anh năm này quyết định là thôi bây giờ một mình mình vô hôm đây mình coi mình kiếm công việc thằng em mình nhớ giúp mình có công việc làm ổn định rồi mình dắt vợ dắt con vô đây ở luôn. Thì anh Năm á, cái người anh Năm này tên là Quyết quý vị Thì cái anh Quyết này, ảnh mới đi vô trong Sài Gòn Thì khi mà vô tới Sài Gòn là anh Toàn đi đón Và đưa cái người anh của mình nè, à về nhà của hai vợ chồng Ở đỡ vài bữa, rồi có gì tìm được cái phòng trọ nào cho anh mình rồi Thì kêu anh mình dọn ra ngoài ở riêng không Thì khi mà cái ngày đầu tiên anh Quyết qua bên nhà của vợ chồng thằng em Thì lúc này quý vị anh quyết đi về thì gặp được chị tâm đi làm ở đâu lủi lủi đi về thì cái ông anh chồng nè, mới nhìn thấy cô em dâu ở đâu xuất hiện Mặc đồ đi làm mới về, mặc đồ rất là đẹp quý vị ơi Mặc sơ mi, rồi chân váy đồ này kia nọ, rồi mang giới đen đồ, mang giày cao gót Đi về nhìn thấy Nói chung là nhìn người ngợm, nhìn đồ này kia rất là ga phong thái của người đỉnh đạt không Người mà, phụ, phụ nữ mà độc lập tự chủ á Dĩ nhiên một người đàn ông như anh Năm hồi nào giờ ngoài quê Xung quanh toàn gặp những người đàn bà, toàn là nội trợ với lại ở nhà chồng nuôi không à Bây giờ vô đây gặp được cái nhỏ em dâu khác hoàn toàn luôn cho nên là anh quyết á ảnh mới đối xử với cái người em dâu này á kiểu như là ở cái vị thế như là ảnh nể ảnh trọng á trọng á ảnh trọng chị tâm ở cái chỗ là gia đình chị tâm là gốc bự đúng không gia đình là giàu có ba của chị là người giàu có em của chị được như ngày hôm nay cũng một phần ban đầu là nhờ bên uh, ba vợ lo giúp đỡ không cái đó là cái thứ nhất cái thứ hai là chị tâm á ngày xưa đã từng qua mỹ học dù sao nó cũng mang cái mát là du học sinh bên mỹ về đây rồi cộng thêm bây giờ chị tâm lại là kiến trúc kiến kiến trúc sư cái nghề mà danh giá nữa nên thành thử ra là khi mà cái người anh anh chồng này nè nhìn thấy cô em dâu như vậy thì bắt buộc là phải có một cái góc nhìn cũng như cái cái cách cư xử nó nể trọng hơn nhiều so với những người phụ nữ bình thường quý vị sau đó thì khoảng tầm một tuần lễ sau anh toàn này vừa xin được cho ông anh mình vô trong chỗ công trình làm cai ở trống mà vừa là cho ông anh của mình là tìm được một căn nhà trọ cho ông ở thì cái nhà trọ mà ông anh mình thuê là nhà trọ đó giải trọ tập thể dành cho công nhân thì anh anh quyết á ảnh mới vô đó anh thuê một phòng nó nằm ngay nguyên một cái giải khoảng tầm là 7 tấm phòng vậy đó vậy thì cái anh quyết này ảnh mới vô thuê một phòng ảnh ở một mình ở đó là cái phòng trọ nó có được một cái gác lửng ở trên thì coi như là bây giờ anh toàn anh đã lo cho anh ảnh vừa có nhà để ở đúng không vừa có nhà trọ để ở rồi mà vừa có công việc ổn định ở trong đây với một cái mức lương khá là tốt nhiều hơn nhiều so với ngoài quê mà làm cai á, thì dĩ nhiên là cũng được thợ nó nể làm cai mà làm cai là mình quản lý mấy đứa thợ quý vị không mà cho nên là thành ra là mấy đứa mình cũng được gọi là cũng có cái mát là làm làm giống như là trên cơ làm xếp vậy đi cho nên anh quyết á, càng ngày ảnh lại càng một tiếng là thằng em hai tiếng là thằng em ảnh rất là thương toàn thì khoảng tầm 6 tháng sau chị tâm lại phát hiện là chỉ mang thai nữa quý vị thì lúc này á là anh toàn anh mới mừng lắm bởi vì là ảnh cũng muốn đông con bởi vì con ý nó có một mình nó thôi nhiều khi thỉnh thoảng con gái nó cũng nói giống như là con cũng muốn có em đồ này kia nó cũng thấy ở ngoài á bạn bè của nó có em đồ nó cũng thích đó quý vị con nít mà thì nó mới nói thì cho nên là bây giờ á giống như chị tâm có được cái bầu này anh toàn mừng lắm à con gái mình nó có em rồi mà mình thì cũng có thêm được đứa con cũng hữu hủ hỷ cũng vui nữa thì sau đó chị tâm có bầu á thì cái chuyến sau này nè có bầu á hồi đầu có bầu con ý thì nó không có hành nhưng mà không hiểu sao á có bầu cái đứa sau này á siêu âm ra con trai mà nó lại hành dữ lắm quý vị bởi cho nên nhiều khi á nó cũng cái này nó cũng ngộ lắm nhiều khi có người phụ nữ người ta hạp có con trai còn có người không hạp có con trai có con trai nó hành lắm thì chị tâm chỉ bị hành lên hành xuống cái gì chỉ đâu có đi làm được được nữa đâu cho nên chị lại tiếp tục là nghỉ làm không làm nữa và ở nhà thì lúc này quý vị chị ở nhà thì có người giúp việc lo cho người ý và cái cô giúp việc đó cũng là người giặt giũ cơm nước trong nhà nữa thì bây giờ bà đó bảo quá tải công việc đi cho nên á là anh toàn anh mới suy nghĩ mai mốt mà chị tâm chỉ sanh rồi á ai nuôi đây ai nuôi vợ mình sanh ai chăm vợ mình sanh thấy không thì anh toàn anh mới tâm sự với cái người anh của ảnh là anh quyết á ảnh mới tâm sự anh nói chuyện là giống như vợ của em giờ có bầu mà giờ ít bữa nữa em ngồi em suy nghĩ đắn đo không biết vợ em sanh xong rồi ai lo hiểu không thì cái anh quyết này anh nghe vậy quý vị anh mới nói có sao đâu đơn giản mà bây giờ anh nói thiệt mày là bây giờ anh vô đây anh làm công việc cũng ổn định rồi mà bây giờ tao cũng có xe làm chân thì cái chiếc xe máy mà anh Quyết anh mua cũng là anh toàn cho chứ ai? Anh toàn cho tiền mua một chiếc xe gắn máy để anh Quyết có xe làm chân luôn chứ ai quý vị? Anh toàn lo cho anh anh hết luôn. Thì lúc này anh Quyết anh mới nói là bây giờ anh vô đây anh cũng có công việc ổn định, có xe cộ đi làm rồi cũng giống như là cũng có chỗ ở yên ổn rồi thì anh á ban đầu anh vô đây anh cũng có cái ý định là đưa vợ đưa con vô đây luôn mai mốt cháu của em á nó học lên tới đại học á thì nó học ở đây luôn nó tiện mà bây giờ nếu vậy á thì sẵn tiện vợ em đang mang thai nếu vậy á thì em đang lo không có người chăm sóc vậy thôi để anh kêu vợ anh vô à anh 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 về quê anh đón trước mấy mẹ con nó vô sài gòn rồi xong rồi có gì á mai mốt vợ em mà sanh á có gì, anh kêu con vợ anh qua chăm cho đúng không tại vì vợ của anh quyết á là có kinh nghiệm chăm con rồi hồi bả đẻ mấy đứa bả có kinh nghiệm cái gì thì lúc này anh toàn cảm thấy giống như là tháo gỡ được cái nút thắt trong lòng rồi vậy là coi như bây giờ nhẹ đi bớt rồi không nhẹ đi bớt phần nào nó tiện tiện cả đôi đường luôn là vừa rước được là chị dâu vô đây đó không mà vừa rước được luôn cả cái giờ mà vừa vừa giúp được cái chuyện là vợ mình mới mốt xanh có người chăm nữa mà vừa không cần phải phiền đôi bên người lớn nữa bây giờ nó tiện hết cả ba bên luôn thì sau đó vậy là cái anh quyết này anh mới đi xe về quê và anh rước vợ rước con chuyển vô trong Sài Gòn sống sau đó thì chị Tâm mới hạ sanh một thằng con trai Mẹ tròn con vuông hết Và lần này thì anh Toàn mới đặt tên đứa con trai đặt tên là Trí Anh đặt tên con nha Đặt tên đứa con trai tên là Trí Còn đứa con gái là đặt tên là Ý thì sau đó vậy coi như là anh toàn khi mà từ ngày mà sanh được thằng con trai này á là giống như có có công việc của ảnh nó thuận bườm xuôi gió vô cùng luôn giống như nó hạp ở hàng sau á là coi như là sanh ra xong rồi là bắt đầu công ăn việc làm mà nó phất lên như diều gặp gió và anh toàn ảnh cũng có một cái tham vọng do là ngày xưa gia đình nghèo quá ảnh cũng muốn thoát nghèo quý ảnh sợ nhất là sợ trong đời ảnh sợ nhất cái chữ nghèo thì bây giờ giống như ảnh đã thành danh thành tài ảnh mới có tham vọng càng ngày trỗi lên đi thì thật ra là cái tham vọng ảnh ấp ủ mở ra một cái công ty mà xây dựng đó, là ảnh đã có cái ấp ủ đó lâu rồi nhưng mà bây giờ ngày hôm nay vợ ảnh sanh cho ảnh đủ nếp đủ tẻ giống như là ảnh bây giờ về chuyện gia đình ảnh không cần phải lo gì cả bây giờ ảnh chỉ tập trung toàn phần vô sự nghiệp thôi thì anh toàn anh mới quyết định là bây giờ có con trai công việc là mang nó phất lên nó tốt như vậy thì thôi sẵn tiện thời thế nó đến với mình như vậy cơ hội đến với mình thì anh muốn tách ra nghĩ làm ở tập đoàn đó anh tách ra ngoài anh mở một cái công ty xây dựng riêng luôn và cái điều đó anh toàn ý định làm anh toàn đã nói với lại ba vợ luôn tại vì ba vợ là người làm bất động sản mà ổng quen biết rộng ổng có quen biết bạn bè ở trong đây và cái người bạn thân của ba vợ là có cái công ty bất động sản ở trong sài gòn đó nếu mà có kể ở đâu á cho nên là anh toàn anh mới nói với lại ba vợ để xem là ba vợ có thể giúp mình được cái chuyện mà mở xin giấy phép rồi mở công ty đồ này kia không thì sau đó vậy là cái người ba vợ lại một lần nữa giúp cho thằng rể này thuận bườm xuôi gió hết và sau đó thì anh toàn đã xây dựng lên được một cái công ty riêng của hai vợ chồng và cái công ty đó là công ty xây dựng tên á của nó là tên là toàn tâm ý là tên của anh toàn và chị tâm đó thì sau đó nữa ảnh mới làm một cái câu slogan đúng không là của cái công ty luôn câu slogan công ty nào cũng sẽ có một câu slogan đi theo mình thì anh toàn ảnh mới đặt á cái này là ảnh tự suy nghĩ nha Anh mới đặt á là toàn tâm toàn ý nhất trí thành công là trong đó nó có cái tên chữ toàn và chữ tâm là tên của ảnh với chỉ nè và nó có cái chữ ý và chữ trí là tên của con gái à, ảnh và con trai của ảnh luôn quý vị thấy tên rất là hay không cái câu rất là hay luôn toàn tâm toàn ý thì nhất trí sẽ thành công và hai bên đồng lòng thì giàu sang phú quý thì cái câu đó đó là cái câu slogan của công ty của ảnh từ ngày mà công ty được mở ra rồi á thì anh toàn á cái mức độ mà anh toàn phải đi công tác nó nhiều hơn quý vị bây giờ mình làm chủ công ty rồi mình cần phải mở rộng mối quan hệ ra anh toàn phải bay đi nói chung là bay đi hà nội rồi bay đi nước ngoài anh bay như cơm bữa cho nên là những cái khoảng thời gian đó đó thì anh toàn anh không có yên tâm ở nhà một mình vợ nè rồi còn thêm là hai đứa con nè rồi còn thêm là cái bà giúp việc nè. Mà bây giờ nếu như vậy toàn đàn bà không à. Còn thằng trai mà nó còn nhỏ xíu à. Anh Tỏ anh không có yên tâm quý vị không. Anh mới tâm sự, anh lại một lần nữa anh tâm sự với anh trai ảnh. Anh mới nói anh trai ảnh là bây giờ em mà đi công tác mỗi lần vậy em lo dữ lắm. Em không biết ở nhà vợ con em rồi kia yên tâm không. Nhiều khi em làm ăn mà trong cái chuyện mà mình làm ăn nhiều khi cũng có cái mâu thuẫn nữa. Rồi sợ những cái lúc mà em vắng nhà đó mà lỡ như đứa nào mà đối tác hay đứa nào nó ghét nó đố kỵ nó ghét nó qua nó làm cái gì làm này làm kia mất công vợ em con em ở nhà em lo thì trong cái chuyện làm ăn kinh doanh nó phải có cái sự đấu đá thương trường mà quý vị thì anh toàn anh cũng sợ cái chuyện mà ở nhà một mình chị tâm với lại toàn là đàn bà 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 giúp việc thì bà lớn tuổi hai đứa nhỏ thì còn nhỏ hay không mà chị tâm thì là phụ nữ nữa cho nên là ảnh lo là đúng thôi ảnh lo cái chuyện đó là đúng thôi thì khi mà ảnh tâm sự với anh trai của ảnh là anh quyết á thì anh quyết anh mới lại một lần nữa anh lại nói vậy vậy thôi nếu vậy á anh tính vậy nha à, bây giờ nếu á, vậy á, thì giờ vợ chồng anh cũng đang thuê nhà trọ nào giờ là em thuê sao là vợ chồng anh ở y vậy không hồi xưa em giúp anh em em tìm cho anh cái phòng trọ công nhân đó thì giờ là anh với chị vẫn ở vậy nhưng mà bây giờ á, bữa giờ anh cũng hòm hòm anh muốn mua một căn chung cư trả góp để cho vợ chồng á, sống thoải mái hơn rồi cho các con nó cũng sống thoải mái hơn Chứ bây giờ ở trong giải phòng trọ công nhân như vậy á Con anh nhiều khi nó đi ra đi vô Có mấy thằng công nhân ở phòng kế bên nó cứ nhìn nhìn hoài à Anh thấy vậy phức tạp quá Rồi con anh nó cũng có con gái nó lớn nữa Rồi nó đi ra đi vô vậy anh cũng lo Ví dụ bữa nào mà anh không có ở nhà anh cũng lo lắm chứ Anh cũng lo đâu thua gì mày đâu Bởi cho nên nếu mà sẵn tiện vợ á Tao cũng có cái nỗi lo của tao Mày cũng có cái nỗi lo của mày Tao lo vợ lo con tao mày cũng lo vợ lo con mày Thì thôi nếu vậy anh em mình giờ giúp nhau thôi chứ biết sao thì cái anh quyết này anh mới nói với anh toàn bây giờ nếu mà mày chịu á thì anh suy nghĩ ra được một cái cách như vậy thì bây giờ nếu vậy á thì vợ chồng bay đang ở chung cư đó đúng không thì bây giờ nếu vậy á ở đó nó có đang đăng đang bán một cái căn chung cư nào không nếu mà nó ở lóc khác cũng được lóc kế lóc đó cũng được hoặc là chung lóc luôn càng tốt để có gì á là gia đình của anh với gia đình của em nó gần nhau vậy sẹt lên sẹt xuống coi chừng qua lại rồi sẵn tiện á là chuyện gì mình tương trợ lẫn nhau rồi những cái lúc mà anh vắng nhà thì uh, em mà có ở nhà thì em coi chừng giùm vợ con anh Rồi những cái lúc mà em mà vắng nhà đó thì anh lại coi chừng ngược lại vợ con em kiểu dạng như ngó qua ngó lại chừng giùm vậy đó Thì anh Toàn anh nghe cũng khá là hợp lý vậy nhưng chỉ có điều á uh, là cái chung cư đó cái giá nó rất là cao Ở đó là chung cư thuộc dạng luxury quý vị ơi chung cư ở đó giá bèo nhất cũng phải tầm 3 tỷ trở lên đúng không thì uh, anh toàn anh mới nói với anh của anh á anh nói uh, thì chung cư ở đó lúc đó ở đó thì uh, nếu mà muốn mua thì nó dễ thôi nhưng quan trọng là chi phí những cái mặt bằng chung ở đó chung cư của, của, của em đang ở đó nha là ở đó đó là trung bình là một căn là phải tệ tệ là tầm 3 tỷ rẻ nhất là 2 tỷ 7 nhưng mà nếu mà anh mua căn mà 2 tỷ 7 thôi á thì nó không có đủ để cho vợ con rồi vợ và con anh rồi này kia ở nó không có đủ phòng tại vì căn mà 2 tỷ 7 á, thì cái diện tích phòng nó nhỏ à, cái diện tích căn nhà nó nhỏ và dĩ nhiên cái số phòng nó cũng ít nữa nó chỉ có được hai phòng ngủ thôi mà làm sao đủ vợ, vợ chồng rồi con cái ở nữa con anh tới ba đứa lận thì làm sao mà đủ thì lúc đó vậy anh quyết anh mới nói với lại anh anh toàn nha anh nói vậy bây giờ nếu vậy thì giờ căn ba phòng ngủ được không hai đứa con gái của anh nó cho nó vô chung một phòng rồi còn thằng trai cho nó ở một phòng riêng vợ chồng anh ở một phòng nữa là ba phòng ngủ được không cả ba phòng ngủ ở đó thì khoảng tầm giá bao nhiêu thì anh quyết mới hỏi anh toàn không thì anh toàn mới nói trời ơi bây giờ mà nếu mà mua căn ba phòng ngủ nha là tệ gì tệ á căn đó bèo bèo gì cũng phải tầm 4 tỷ mấy năm tỷ một căn thì sau khi mà anh Quyết nghe xong Anh Quyết anh cũng hỏi ơi luôn quý vị Tại vì cái giá nó quá chát Thí dụ khoảng tầm 2 tỷ Thì anh gắn gán gồng được 2 tỷ rưỡi anh cũng gán gồng Mà bây giờ lên tới cái mức mà 4 tỷ 5 tỷ thì làm sao mà anh gồng nổi Thì anh Quyết anh mới nói với anh Toàn Thôi nếu vậy chua quá nếu vậy anh đâu có mua nổi Thì anh Toàn anh mới nói với anh Quyết như vậy Anh nói thôi kệ đi không sao Bây giờ trường hợp giờ anh em giúp đỡ lẫn nhau Bây giờ anh bây giờ anh nói thì em nghe cũng hợp lý con anh bây giờ con gái nó lớn rồi mà đi ra đi vô ở cái giải phòng trọ công nhân mà ở khu đó em thuê cho anh đợt đó em biết mà khu đó nó vắng tanh như chùa bà đanh nha mà anh để cho con anh đi ra đi vô vậy đêm hôm cũng nguy hiểm thiệt thôi thì giờ em giúp cháu em em giúp anh rồi sẵn tiện là em giúp cho chính em luôn thì giờ thôi anh mua đi anh có được nhiêu còn thiếu bao nhiêu em hỗ trợ cho anh thì anh toàn anh mới hỗ trợ cho anh quyết mua căn chung cư đó quý vị là căn chung cư đó là bốn coi như là giấy tờ hết tất cả luôn khoảng tầm là 4 tỷ 6 và anh toàn á, là hỗ trợ cho 2 tỷ anh toàn đưa cho 2 tỷ là còn lại 2 tỷ 6 kia đó là trong đó là cái phần tiền của anh quyết ở trong đó gom ghém được khoảng tầm 600 là anh quyết anh phải vay ngân hàng đâu đó là hết 2 tỷ bạc thì sau khi mà có cái sự giúp đỡ đó gì cuối cùng thì uh, vợ chồng của anh quyết con cái đồ kéo qua bên chung cư này ở và từ đó trở về sau thì anh toàn vững tâm lắm anh toàn rất là vững tâm bởi vì bây giờ mỗi lần đi công tác xa không còn lo cái chuyện ở nhà vợ con ở quạnh hiu nguy hiểm nữa Và rồi tới cái ngày hôm đó là ngay nhân dịp là Tết Nguyên Đáng quý vị Năm đó đang cái đợt dịp Tết Nguyên Đáng luôn Thì cả hai vợ chồng của anh Toàn nè với chị Tâm nè và vợ chồng của anh Quyết nè Nói chung là cả hai bên gia đình luôn chuyến đó bay về lại miền Trung á là hoàn toàn chi phí vé máy bay là anh Toàn lo hết Anh Toàn cho vợ chồng của ông anh mình đi máy bay về luôn Cho tiền luôn là quý vị thấy anh toàn anh thương anh em lo giúp đỡ anh em cỡ nào bây giờ mình không khá rồi thôi mình khá rồi mình giúp anh chị em mình quý vị ơi thà mình đi từ thiện bên ngoài chi mình giúp người trong nhà trước không thì anh toàn anh lo hết quý vị và sau cái chuyến đó về uh, dưới quê ăn tết uh, nguyên đáng nhiều ở ngoài quê đó đem vinh quang về ngoài quê rất là nhiều bởi vì bây giờ uh, gia đình có được hai thằng con trai lập nghiệp ở sài gòn đều rất là thành công thằng anh cũng vậy thằng em cũng vậy mà ba má của anh toàn uh, mừng rơi nước mắt bởi vì bây giờ thấy anh quyết á uh, là giống như là thay đổi 180 độ hồi xưa ở ngoài quê á, là bét nhèo luôn tối ngày là giống như là sỉnh sỉnh sai sai thợ hồ mà mình mẩy lem lúa còn bây giờ là về là mặc áo sơ mi tay dài đóng thùng đàng hoàng quần tây đeo dây nịch đúng không nhìn rất là lịch lãm phong độ bây giờ lên lên sài gòn bây giờ làm quản đốc làm cai hiểu không thì à, sau đó vậy coi như là tưởng đâu là cái tết nguyên đáng nó nó vui vẻ trước khi mà rời đi thì tự nhiên nó xảy ra một chuyện nó làm cho mất đi cuộc vui quý vị thì à, trước cái ngày mà chuẩn bị bay trở ngược vô sài gòn để đi làm trở lại thì cái ngày hôm đó tự nhiên anh Toàn ảnh nhận được một cái tin nhắn. Mà trong cái điện thoại ảnh á, ảnh thấy tin nhắn đó là một cái tệp hình ảnh thì anh mới nhấn lên. Thì khi mà anh Toàn click vào đó thì ảnh lại thấy hiện ra một cái tấm hình. Và cái tấm hình đó là tấm hình giữa vợ ảnh với một cái người đàn ông đã bị che mặt quý vị. Và cái tấm hình đó là vợ ảnh Trần Như Nhộng với cái người đàn ông đó cả hai đều trần như nhộng luôn mà người đàn ông đó thì đã bị xóa mặt rồi làm mờ mặt rồi. Chỉ có mặt vợ ảnh là rõ thôi thì à, lúc đó ảnh bàng hoàng luôn quý vị nhưng mà trong lòng của anh toàn á ảnh đắn đo ảnh suy nghĩ á vợ ảnh không phải là người như vậy tại vì ảnh ở với vợ ảnh ảnh yêu vợ ảnh từ hồi mà ảnh còn nghèo vợ ảnh còn không chê ảnh mà rồi tới ngày mà ảnh thành đạt rồi tới bây giờ luôn chưa bao giờ sống với nhau hơn chục năm nay vợ ảnh chưa bao giờ á, thể hiện một cái gì để mà thấy là vợ ảnh là người lăn loàn cho nên là anh toàn ảnh có cái niềm tin ở vợ quý vị anh mới uh, tin tưởng anh mới cầm cái tấm hình đó đó tấm hình ở trên điện thoại anh mới đưa cho chị tâm xem ảnh hỏi một cách uh, với cái vẻ mặt rất là buồn quý vị anh hỏi vợ anh là không biết là ai uh, gửi cho anh cái tấm hình này mà cái số lạ anh không biết là hình này phải của em không Anh hỏi vậy và anh đưa cho chị tâm xem thì khi mà chị tâm nhìn thấy cái tấm hình chồng đưa là hình của mình mà trong trạng thái là không có một uh, cái gì trên người không chị cũng kiểu như tức lắm quý vị chị tức là chị không có như vậy mà bây giờ ai gửi cái đó cho chồng của mình để hiểu lầm chị mới lật đật lấy cái điện thoại của chồng và chỉ nhắn tin lại cái số thuê bao đó Chị mới nhắn tin lại chị hỏi là bạn là ai bạn lấy ảnh này của mình từ đâu thì khi mà nhắn hai cái tin nhắn đó gửi quý vị thì cái tin nhắn nó báo là đã xin rồi tức là đã xem nhưng mà người đó không phản hồi tin nhắn của cái chị tâm này quý vị thì chị tâm lúc này giống như chị nổi đó lên chị tức đúng không mình không có mà bây giờ vậy mà cái tánh chị tâm là cái tánh theo kiểu phụ nữ mà kiểu dạng như là cái gì là phải là cho nó ra ra ngô ra khoai ra thẳng vấn đề không tức là cái tánh của chị rất là mạnh mẽ quyết đoán thì chị mới tức quá chị thấy nhắn tin rồi mà bên kia nó báo nhận rồi mà tại sao nó không trả lời mình chị mới lật đật chị gọi vô cái số đó luôn để chứng minh cho chồng mình thấy là mình đàng hoàng chị ngay tại đó luôn có anh toàn chị mới lấy cái điện thoại của chồng chị chỉ gọi vô cái số phone đó thì khi mà chỉ gọi vô cái số đó vậy thì có một cái giọng của người đàn ông một cái giọng nam giới mới bắt máy lên và nói lúc đó là chị tâm chỉ chưa kịp alo nữa là bên đầu dây bên kia cái giọng nam giới nó nói liền luôn một câu đầu tiên là cậu toàn hả cậu coi chừng vợ của cậu có người khác bên ngoài cậu á phải xem xét ly dị vợ cậu ngay nếu không á sau này á là cậu sẽ càng ngày càng phiền toái thì khi mà vừa nghe vậy xong vậy là bên đầu dây bên kia tắt cái rụp luôn là nghe tí tít tít liền luôn quý vị là bên kia nói xong hai câu đó là tắt luôn. Thì à, giống như là lúc này á là cái anh Toàn ảnh kiểu như là bàng hoàng lắm. Bởi vì là cái giọng của người đàn ông đó nghe có vẻ là nó lớn tuổi hơn anh Toàn. Và anh Toàn đoán á là cái tuổi đó là lớn hơn ảnh. Thì chắc chắn là vợ ảnh ra ngoài giao thiệp thì chắc cũng có nhiều người đàn ông lớn tuổi phải không? à bởi vậy cho nên là không biết vợ mình có tằn tiệu rồi có bị ai phát hiện hay không ảnh trong đầu anh toàn bây giờ cũng bán tính bán nghi lắm vừa tin vợ mà vừa cũng lo lắng trong lòng bất an thì à, trong thời gian đó quý vị anh toàn á ảnh cũng được sự động viên của vợ vợ ảnh cũng khuyên ảnh á là anh đừng có nghe những cái số này là số lạ thôi nhiều khi nó tới nó phải quấy rối nó nói này nói kia anh á với em á là vợ chồng sống bao nhiêu lâu nay thì anh phải hiểu tính em với lại á là anh bây giờ làm chủ công ty nhiều khi biết đâu á, có người đố kỵ ganh tị họ hãm hại vợ chồng mình chia rẽ vợ chồng mình để cho anh bị sao lãng, để công việc anh sa sút để họ th lựa thời cơ đó họ làm này làm kia. Thì khi mà nghe chị Tâm nói anh toàn thấy có vẻ khá là hợp lý gì, và anh cũng giữ bình tĩnh lại. Sau đó gì? Kéo dài khoảng tầm 2 tháng sau thì không có thấy cái số nào gọi dọ gọi nhắn tin nữa. Thì khoảng tầm 2 tháng sau một lần nữa lại có một cái số lạ khác nữa quý vị tức là một cái sim mỗi lần như vậy là một cái sim lạ thì một hai tháng sau có một cái số lạ khác nữa lại tiếp tục gửi vô cái máy của anh toàn những cái bức hình nhạy cảm không luôn mà toàn những bức hình nhạy cảm khiêu khích anh toàn không luôn mà toàn là hình của vợ ảnh hình của chị tâm tại vì trên những cái tấm hình mà trần như nhộng đó toàn là cái gương mặt của chị tâm không à thì lúc này quý vị chị tâm chỉ một lần nữa anh toàn lại nói với vợ nghe và chị tâm chỉ tức quá chỉ mới quyết định là bây giờ phải can thiệp rồi bây giờ mình phải nhờ cơ quan vô can thiệp chứ bây giờ mình không có bây giờ làm vậy hồi vợ chồng hiểu lầm nhau rồi chồng mình á ảnh này kia ảnh ra ngoài một là ảnh lăng nhăng ảnh bỏ mình hai á là vợ chồng cãi nhau hoài rồi ly hôn cho nên là chỉ quyết định là bây giờ để chứng minh sự trong sạch chỉ sẽ nhờ cái sự can thiệp của cơ quan vô thì lúc nãy việc à, bên cơ quan phía cơ quan người ta kiểm tra những bức hình thì người ta thấy là ảnh đó là ảnh à, cắt ghép ảnh giả thôi ảnh đó là ảnh ghép từ máy tính ghép vô phải không đồng thời là bên phía cơ quan người ta cũng hứa là người ta sẽ truy tìm xem là cái người mà đứng sau sử dụng những cái số lạ đó là là ai là ai nhưng mà phải cho họ thời gian để họ truy lùng phải không họ tìm sau đó thì hai vợ chồng dắt dẻo nhau từ ở trên ở trên phường nhắc, nhắc nhau về nhà thì tới chừng về nhà xong quý vị thì tưởng đâu vậy là sống yên biển lặng rồi bởi vì bây giờ là anh toàn ảnh đã biết là hình đó là hình cắt ghép có nghĩa là vợ mình đâu phải là tầm bậy đâu là tưởng đâu vậy là xong nhưng mà không quý vị lại cái số điện thoại lạ khác nữa là cái số điện thoại lần thứ ba nữa là lại một cái sim lạ khác nữa lại tiếp tục gửi 10 cái bức hình liên tục luôn mà toàn là hình trần nhân Nhọng của vợ anh nữa 10 bức luôn gửi 10 bức liên tục quý vị mà không những á, gửi 10 bức như vậy mà còn kèm theo là một cái tin nhắn nói với lại anh toàn á, nói á là nếu như á, mà cậu không ly hôn cậu vợ của cậu thì tôi á sẽ tung ra còn nhiều ảnh của vợ cậu hơn và lần sau nếu mà tôi tung ra lần thứ tư mà tôi tung ra tôi sẽ tung ra trong công ty của cậu luôn để cho nhân viên của cậu cùng chiêm ngưỡng vợ cậu thì khi mà anh toàn thấy cái lời đe dọa của cái 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 người mà số lạ đó đó mà kèm theo là hình của vợ mình mặc dù biết hình đó hình ghép thôi nhưng mà nó ghép sống động như thiệt quý vị rồi bây giờ tự nhiên à, cái người này nè nói là không lần này lần thứ ba tôi tôi gửi rồi nếu như mà lần thứ tư tôi gửi là tôi sẽ gửi á vô thẳng công ty của anh luôn thì nghe xong như vậy anh toàn anh giống như là suy sụp cái gì ảnh mới uh, quyết định là thôi bây giờ nếu vậy chỉ còn có một phương án duy nhất ảnh mới bàn với lại chị uh, tâm á là thôi bây giờ để sống yên biển lặng hai vợ chồng mình ly dị đi nhưng mà ly dị giả có nghĩa là vợ chồng mình ly dị nhau thử xem là ly dị xong coi nó có êm không nếu mà nó êm rồi cái người này không quấy rối nữa thì lúc đó vợ chồng mình âm thầm đăng ký kết hôn trở lại thấy không thì à, sau đó chị tâm cũng đồng ý quý vị chỉ bắt buộc phải đồng ý thôi chứ nếu bây giờ như vậy cứ quấy rối chồng mình hoài rồi lỡ ít bữa nó gửi hình tầm bậy vô trong công ty chồng mình rồi nhân viên công ty chồng mình mà lỡ mà coi được hiểu lầm mình rồi sao họ đâu có tin là hình đó hình cắt ghép đâu quý vị không thì à, chị tâm chỉ chỉ mới bấm bụng là thôi bây giờ chỉ có cách là như chồng mình nói là bây giờ cứ ly vô hôn vậy đi nhưng mà nếu mà sống yên biển lặng rồi Biết đâu lúc đó đó bên cơ quan người ta can thiệp vô Người ta bắt được cái thằng chờ phía sau mà nó làm cái chuyện tầm bậy vậy này nè Thì lúc đó vợ chồng á, đăng ký kết hôn trở lại Quay về sống chung có gì đâu phải không Thì chị Tâm chỉ đồng ý luôn Và hai bên quyết định là ly dị quý vị Thì sau khi ly dị xong Chị Tâm á, chỉ mới đi về lại ngoài quê Chị ở bên nhà ba máu chỉ ở ngoài quê á, Chị ở ngoài đó với các các con của chị luôn thì ở trong Sài Gòn này bây giờ chỉ còn có một mình anh Toàn ở thôi Nhưng công việc anh Toàn thì anh Toàn cứ đi suốt, đi suốt vậy đó Thì một thời gian ngắn sau quý vị Từ ngày hai vợ chồng ly hôn vậy xong Thời gian ngắn sau Thì anh Toàn ở thu thủi một mình ở trên Sài Gòn vậy Thì tự nhiên anh Toàn ở rất là yên tĩnh Không có ai quấy nhiễu, không ai gửi tin, nhắn hay là hình ảnh gì cả Thì anh Toàn anh thấy nhẹ nhõm trong người Và anh nghĩ rằng là coi như là xong rồi, im chuyện rồi, không sao nữa rồi cho nên là ảnh mới thấy là bỏ vợ bỏ con xa Ảnh nhớ vợ con quá quý vị Mặc dù là ban đầu nói là trời tới chừng nào mà nó êm thiệt êm Nhưng bây giờ mới xa vợ sao con mới được con thắng mấy mà nhớ chịu đợi ông Thấu rồi anh toàn mới thấy vậy anh thấy thôi bây giờ tụi nó không quậy nữa cái cái sim nó không quậy nữa là coi như em rồi ảnh mới nhẹ nhõm và ảnh mới gọi cho chị tờ chị tâm á ảnh nói á, là thôi để anh về quê anh đón nhờ vợ con lên trên đây với anh À, rồi có gì vợ chồng mình á sẵn tiện anh về vợ chồng mình đăng ký kết hôn trở lại thì chị tâm chỉ đồng ý và chỉ chờ cái ngày anh toàn quay trở về quê để đón chị thì trước khi mà anh toàn trở về quê để mà đón vợ con lên sài gòn lại á quý vị lại á sẵn tiện là về dưới đó để đăng ký kết hôn thì lúc này quý vị trước cái ngày hôm đó anh toàn mới đi ăn đi nhậu đi, đi chơi với lại ông anh của mình là anh quyết á hai anh em mới ra quán ngồi nhâm nhi lai sai nhậu nhau thì anh toàn mới tâm sự à là thời gian qua vợ chồng em bị quấy rối vậy 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 đó mà giấu không dám nói sợ nói anh nghe rồi anh nói cho vợ anh nghe rồi mất công chị dâu mà lỡ chọt chẹt rồi nói về quê mất công ba má nghe em giấu quá trời luôn mà bây giờ nói chung là cũng yên rồi bây giờ cũng yên mà anh ơi à bây giờ cái số đó nó không có quậy nữa thì anh toàn anh mới kể cho thằng anh của ảnh là anh quyết nghe quý vị không thì cái anh quyết này anh mới nghe vậy xong anh mới hỏi rồi bây giờ vậy rồi làm sao bây giờ em tính làm sao thì anh tỏ mới nói ít bữa nữa em về dưới quê rồi em đặt với máy bay rồi em về ngoại em đón vợ với con lên rồi sẵn tiện em về dưới à, em về quê sẵn tiện là thăm thăm gia đình luôn thăm gia đình mình sẵn thăm gia đình vợ em luôn rồi đăng ký kết hôn lại rồi đón vợ con lên lại bây giờ yên rồi anh ơi yên rồi thì anh Toàn mới tâm sự với anh Quyết vậy quý vị Thì trong cái hơi men anh Toàn kể hết luôn Và tối đó đó thì anh Toàn ảnh mừng quá Anh uống hơi nhiều Anh vui quá anh uống hơi nhiều Cho nên là ảnh xỉn quá cần câu Thì ông anh của ảnh là anh Quyết Mà hai anh em ở chung lóc chung cư mà Thì anh Quyết mới đưa anh em về Và tối đó hai anh em mới ngủ chung với nhau thì uh, bởi vì là anh toàn bây giờ nhà căn chung cư của anh anh ở có mình này thì tối đó anh quyết sợ cũng xỉn xỉn hơi hơi xỉn xỉn rồi anh toàn thì xỉn quá cần câu thì anh quyết đưa anh toàn về xong hai anh em ngủ chung nhà luôn chung giường luôn thì tối đó đang ngủ dậy quý vị Gần rạng sáng Thì anh Toàn anh mới mắc tè quá đi Anh mới thức dậy, anh giật mình thức dậy Lúc đó khoảng độ là gần 5 giờ sáng Thì khi mà anh thức dậy sớm hơn á, Thì anh say, say quá, anh thấy anh ảnh vẫn còn ngủ rất là say Thì cái thao tác của một người mà thói quen á, Thức dậy đầu tiên là sẽ bóc cái điện thoại lên Để coi bây giờ là mấy giờ Với lại á, là sẵn tiện coi thử điện thoại mình á, Đêm qua vợ mình có nhắn tin gọi điện gì không thì anh Toàn mới bóc điện thoại lên Thì ảnh lại một lần nữa vậy Ảnh lại thấy á, là có một cái số sim lạ nữa, lại tiếp tục là sim lạ. Gửi cho ảnh những bức hình cũng lại là hình vợ ảnh này kia nữa vậy trần như nhộng nữa. Và lại gửi cho ảnh bằng một cái số lạ nữa. Thì lúc này anh toàn ảnh lại tức quá, ảnh tưởng đâu là ảnh chuẩn bị về dưới quê đón vợ con lên rồi đăng ký kết hôn lại. Mà bây giờ số này nó lại quấy rối nữa, thấy không? mà tại sao trong đầu của anh toàn anh thắc mắc tại sao nó lại trùng hợp ngay cái lúc mà anh chuẩn bị về quê đón vợ là tự nhiên cái số này nó lại gửi những cái bức hình như vậy thì tức nước dở bờ quý vị anh toàn anh mới gọi vô cái số đó luôn anh gọi vô là mục đích là để ảnh chửi cái số đó giống như là bây giờ mày muốn bao nhiêu tiền để mày không phá rối tao nữa mày nói đi rồi tao cho luôn kiểu dạng vậy ảnh định như vậy quý vị thì cái lúc đó ảnh mới gọi vô thì ai ngờ sao anh thấy cái điện thoại của anh quyết á, sáng đèn lên mà điện thoại của anh quyết là điện thoại hai sim hai sóng quý vị thì lúc này á giống như là anh toàn anh bủng rủng bời rời luôn bởi vì ảnh không ngờ rằng á là cái người bữa giờ quấy rối ảnh không lẽ nào là anh của ảnh hay sao anh nghĩ trong đầu chắc có khi nào mình bây giờ mình còn lơ tơ mơ quá mình mới thức dậy chắc mình còn hơi chưa có minh mẫn cho nên mình hiểu lầm không ta hay là mình có bấm lộn số vô anh của mình không ảnh mới coi lại là ảnh có bấm lộn vô cái số máy anh mình không thì anh thấy là không ảnh xác định là không ảnh đang gọi là gọi vô cái số mà cái số mà mới vừa gửi những cái bức hình hình đó mà đâu phải số anh ảnh đâu nhưng mà nó lại hiện sáng đèn lên bên cái điện thoại của anh ảnh thì trong lòng của anh toàn rất là tức quý vị ảnh muốn làm cho nó sáng tỏ ảnh mới bắt anh quyết phải thức dậy để giải quyết vấn đề với ảnh ảnh muốn hỏi anh anh quyết á là tại sao mà em gọi vô số đó điện thoại anh sáng máy thì cái anh quyết này quý vị lúc này ảnh giống như là ảnh cũng chưng hửng luôn Tại ông nội tôi á, là xỉn quá và ngủ quên Tức là những cái hình đó Ông đã gửi hồi cái lúc mà ông ở trong trong quán chung với thằng em là ông đã gửi rồi Nhưng mà lúc đó anh Toàn ảnh xỉn quá câu anh đâu có coi điện thoại đâu Thì tới rạng sáng bây giờ coi Thì lúc này ông quyết ông quên tháo cái sim ra Tối hôm qua ông gắn cái sim giả đó vô ông nhắn vậy Xong cái ông quên tháo cái sim ra Ông xỉn quá ông đi về nhà Rồi xong ông quên luôn quý vị không cho nên thằng em bây giờ nó gọi vô nó cái điện thoại nó sáng đèn lên bây giờ bị phát giác rồi thì ông quyết phải thừa nhận đi thì ông quyết mới nói là ông thừa nhận ông nói là thời gian qua ông định ghẹo thôi quý chị coi chịu đựng nổi không ông nói là anh chỉ muốn muốn là ghẹo vợ chồng em thôi để thử xem là em cái sự tin tưởng của em với vợ em được bao nhiêu nhưng mà anh toàn anh không có tin lời anh ảnh nói tại vì anh em với nhau mà anh của ảnh lớn tuổi hơn ảnh mà lại giỡn cái trò con nít đó ảnh đâu bao giờ tin đâu cho nên lúc này á ảnh mới hỏi giờ anh quyết á anh nói thiệt cho em nghe tại sao anh làm cái điều đó còn những lời anh nói em không có tin thì khi mà anh toàn á ảnh cố tình ảnh dồn anh quyết vô đường cùng thì anh quyết mới trả lời thiệt lòng quý vị anh quyết mới nói á, với anh toàn á là thật ra là anh á, với lại vợ chị dâu của em xảy ra mâu thuẫn vợ chồng thời gian qua không có ngủ chung với nhau nhưng mà hai vợ chồng thì chưa có quyết định ly hôn chỉ là ly thân thôi bởi vì là muốn đợi chừng nào các con á, nó xong cái hoàn tất cái hai đứa con gái nó xong đại học xong xuôi thì anh chị mới quyết định ly hôn sau để không có ảnh hưởng cái việc học của con thì uh, trong cái khoảng thời gian ở gần chị dâu em nhưng mà anh không có được gần gũi thì uh, anh cứ gần gũi uh, em dâu hoài anh nhìn em dâu hoài anh nảy sinh tình cảm thì anh thật sự anh có thương uh, anh có thương tâm và chính vì anh thương tâm cho nên mỗi lần anh thấy em với lại tâm uh, gần gũi nhau tình cảm như vậy anh rất là ghen tị bởi vì là anh với chị dâu em đã rất lâu rồi không có tình cảm cử chỉ âu yếm vậy Cộng thêm nữa là anh trong lòng anh cũng nảy sinh tình cảm với em dâu nữa nên anh anh cũng ghen tức. Anh cũng muốn á, là anh không hạnh phúc thì em cũng phải không hạnh phúc như anh. Quý vị coi chịu đời thấu chưa? Bởi vậy làm ơn mắc quán em nói quý vị gửi không? Anh em suột mà còn vậy đó. Bây giờ chuyện đời nhiều nhiều cái tréo ngoe không? Chuyện đời nhiều cái rất là quái đản quý vị ơi. Thì anh toàn anh nghe xong câu đó ảnh giống như là đau trong lòng dữ dội đó quý vị. Mặc dù mình là dân làm ăn, mình là đàn ông lẽ sao mình nên là bình tĩnh và kiềm chế cái cảm xúc rất là tốt. Tuy nhiên làm sao kiềm chế được khi mà đây là chính miệng anh ruột của mình nói ra những lời đó Mà cộng thêm nữa Mình đã từng đối xử rất tốt với anh của mình Tại sao anh mình đối xử bạc bẻo với mình như vậy không Cho nên lúc này anh Toàn mới tức quá Anh Toàn mới nói với lại anh Quyết á Vậy bây giờ á Em đã biết rồi vậy tất cả là anh thôi Anh chia rẽ vợ chồng em Vậy á nếu vậy á, anh trả lời cho em 2 tỷ Anh trả lời em tiền 2 tỷ căn chung cư đi Còn nếu anh trả không được á thì á, anh bán cái căn nhà đó ra có bao nhiêu tiền anh trả lại cho em 2 tỷ rồi anh dọn đi chỗ khác anh ở khuất mắt em không thì lúc này anh quyết anh mới nói ngang với anh toàn anh mới nói vậy hồi trước á mày đưa cho tao 2 tỷ nhưng mà đó là 2 tỷ mày đưa cho tao nhưng mà mày đâu có giấy tờ gì với tao đâu thì bây giờ nếu vậy á đâu có lý do gì không có giấy tờ không có ai làm chứng chuyện đó chỉ là nói suông giữa hai anh em bây giờ 2 tỷ đó bây giờ tao không trả rồi giờ mày làm gì tao thì anh quyết bây giờ anh nói ngang vậy đâu gì anh nói lật lọng với em ảnh vậy thì anh toàn giống như bây giờ đau đau sót lý con cua quý vị ơi bị hết lần này tới lần khác bây giờ giúp anh mà bây giờ anh đối xử ăn cháo đá bát bây giờ anh còn muốn là phá vỡ hạnh phúc của vợ chồng của anh toàn mà lại còn muốn giật tiền của thằng em 2 tỷ nữa quý vị coi chịu đời thấu chưa thì sau đó quý vị anh toàn và anh quyết hai anh em có ẩu đả nhau trong căn nhà đó nhưng rồi sau đó ẩu đả xong thì anh toàn ảnh suy nghĩ lại bây giờ á ba má ảnh hồi xưa có dạy à, gà nhà thì đừng nên là đá nhau phải không cho nên ảnh mới quyết định là ảnh bỏ ra khỏi căn nhà đó ảnh đi để mà ảnh né tránh gương mặt của anh ảnh. Thì khi mà anh Toàn ảnh bỏ nhà đi trong cái lúc mà ảnh đang cảm xúc nó bị giống như là rối loạn về mặt tâm lý á. Thì ảnh lái xe quý vị và ảnh trên đường lái xe ảnh đã bị nói chung là bị này kia đó thấy không. Thì ảnh đức chỉ về Mỹ lụm da chai. Thì sau khi mà anh Toàn ảnh đức chỉ xong á. Thì cái người vợ của ảnh là chị Tâm rất là yêu chồng quý vị ơi. Từ đầu cuối yêu dữ lắm thì chỉ mới tức tốc là cùng các con bay vô trong sài gòn để lo hậu sự cho chồng thì vô tới trong đây xong á lo hậu sự xong xuôi chị tâm á về lại căn nhà của hai vợ chồng á thì chỉ vô căn nhà đó chỉ thấy đầy hình cưới của vợ chồng giống như là chỉ chịu không nổi chỉ đã cố gắng để mà giống như là làm này làm kia để cũng cũng muốn là đi theo chồng luôn nhưng mà đều được á là có người bên cạnh người ta cứu chỉ cho nên chị không có bị lần nào đứt chỉ hết hai lần như vậy trong vòng thời gian đó là 3 tháng sau khi chồng của chị mất á sau khi mà anh toàn mất á là 3 tháng sau đó là chị chị tâm này nè chị đã suy nghĩ quẩn hết hai lần nhưng mà hai lần đó may mắn đều có người cứu kịp thời quý vị nhưng rồi quý vị sau hai lần đó xong thì chị tâm mới nhìn lại hai đứa con của mình chỉ sợ nếu mà bây giờ ba nói như vậy rồi mình mà có gì rồi hai đứa con mình tính làm sao nên là bây giờ chỉ có đau thấu tâm can chị cũng phải ráng cố gắng giật dậy để mà sống quý gì thì từ ngày mà sau 3 tháng xong suy nghĩ quẩn hết hai lần và đều được cứu thì tâm trạng của chị tâm trạng của chị Tâm á từ đau khổ dưới vực thẳm thì bây giờ từ từ chị đã cân bằng trở lại dần dần quý vị. Thì cái ngày hôm đó chị Tâm chỉ đi làm về thì khi mà đi làm về quý vị chị ở trong nhà thì có nghe tiếng chuông nha ai nhấn chuông cửa đó. Thì chị Tâm cái ngày hôm đó là hai đứa, hai đứa con chị á thì đứa con gái lớn nó đang ngồi coi tivi còn thằng trai thằng trí nó đang tắm ở trong nhà tắm thì chị Tâm đang như bếp đang lui cui nấu ăn Thì chỉ nghe tiếng ai bấm chuông cửa quý vị không Cho nên chị mới kêu nhỏ con gái là Con ra con mở cửa giùm mẹ Thì con ý nó mới đi ra nó mở cửa quý vị Thì lúc này cái người bấm chuông đó không ai khác Đó chính là anh Quyết quý vị Và con ý nó mới nói với má Nó nói dạ bắt năm má ơi Thì lúc này á chị Tâm chỉ đứng trong bếp Chị mới ới ra chị nói anh năm vô đây chơi anh năm vô đây chơi em đang nấu cơm sẵn tiện nè anh kêu chị giờ vợ, vợ chỉ xuống nhà ăn cơm chung cho vui Chứ ở nhà cũng có ba mẹ con con à, anh kêu chị xuống ăn cơm chung cho vui không? Thì lúc này anh Quyết tự nhiên anh đi lợi đằng ngay chỗ bếp. Thì chị Tâm chỉ nghĩ trong đầu á, à, chả anh đi tới cho anh coi mình nấu món gì, coi thơm không, coi ngon không đúng không quý vị? Bình thường thôi, có gì đâu. Thì chị Tâm chỉ đang tập trung, đang xào xào nấu nấu dưới bếp á. Thì thấy cái bóng á, là anh Quyết đi vô trong bếp. Và chỉ nói cái câu đó mà sao không nghe anh Quyết trả lời đi lời lợi gì hết trơn á thì lúc này chỉ mới vừa xây mặt qua để nhìn coi anh quyết nhìn nhìn anh quyết thôi thì ai ngờ đâu bị anh quyết đè chỉ vô quý vị và định là sờ mó làm này làm kia thì lúc này nè chị tâm chỉ mới thét lên quý vị chỉ mới la lên để mà kêu con gái chỉ là con chạy ra ngoài để này kia giống như là kêu kêu người tới này kia giúp á thì con ý nó mới chạy ra ngoài quý vị thì cái lúc mà nó chạy ra đó thì cái anh anh quyết nè anh mới quản hồn đi anh mới chạy ra anh dí cháu ảnh thì cái thằng Trí ở trong nhà tắm nó nghe cái tiếng ồn bên ngoài nó mới mở cửa ra nó không biết chuyện gì nó hỏi vụ gì vậy mẹ thì có lúc này quý vị chị tâm chỉ mới ới thằng trí còn con đi vô nhà tắm con khóa trái cửa lại thì thằng trí nó mới chạy vô nhà tắm nó khóa trái cửa lại quý vị nó chạy ngược nó chạy ngược vô trong nó khóa trái cửa lại thì ngoài đây nè chị tâm chỉ mới quảng hồn lên thấy con gái mình bị bác của nó làm này làm kia không tức là tấn tấn dách nhỏ tại sao nhỏ mở cửa ra nhỏ tuồn ra ngoài nhỏ la làng lên sao thì chị tâm á chỉ mới thấy vậy vì chỉ sợ con chỉ có gì lúc này á cái kiểu mà người mẹ mà bảo vệ cho con chỉ túng đường cùng rồi vô đường cùng rồi chỉ không biết cách làm sao thì lúc đó chị tâm chỉ mới quơ đại cái tấm thớt của vậy và chỉ đi ra là coi như chỉ quơ một cái nói chung là quơ đại tấm thớt và cũng quơ đại vô cái đầu của cái anh quyết này luôn thì sau đó thì coi như anh quyết này á là ảnh bế xế thì lúc này chị tâm á mới chạy ra cửa và mở cửa và la lên thì coi như là lúc đó thì xung quanh những cái người mà giống như là cư dân kế bên á người ta cũng ra người ta hỗ trợ quý vị và sau đó thì mới nhốt mọi người những cái người đàn ông mà xung quanh đó người ta mới lợi người ta tấn dắt cho nội quyết này và sau đó thì mọi sự việc nó mới phơi bày là cái ông quyết này ổng mới nói rằng á là từ ngày mà em ổng là anh toàn nào mất vậy á ổng ăn năn lắm ổng cắn sức lương tâm đêm nào ngủ cũng không được đêm nào nhắm mắt lại ổng cũng ác mộng hết trơn thì sau khi mà em ổng đã xong xuôi hết rồi á mấy tháng qua luôn không đêm nào ngủ ngon Ông cũng có nhiều lần uống thuốc an thần Nhưng mà uống hoài thì bác sĩ cũng khuyên là không nên uống nhiều Thì không uống thì ông ngủ không được Nhắm mắt lại là ông cứ ác mộng vậy đó Thì ban đầu cái dự định của ông là ông quyết định Là ông chịu đựng hết nổi rồi Ông quyết định là ông định đến để mà ông gặp chị Tâm á Cái ngày hôm nay định đến gặp chị Tâm là để mà thừa nhận ra Những cái lỗi lầm mà trước đó mình đã làm Và mong là đứa em dâu nó có thể là nó tha thứ cho mình được một phần nào đó và sau đó thí dụ như mình mà có đi thừa nhận cái tội của mình đi chăng nữa Thì mong là em dâu nó đừng có kiện mình gì này kia không Thì ảnh định ban đầu là ảnh anh quyết định ảnh định đến Ngày hôm đó là ảnh đến nhấn nhấn chuông cửa đó Là định vô gặp em dâu để mà năn nỉ, để mà nói, để mà kể sự thiệt Nhưng không ngờ khi mà bước chân vô trong nhà thì lại thấy là chị Tâm đang đứng ngoài sau bếp mà vẫn còn trong mặt ở trạng thái là mặc cái bộ đồ đi làm mà cái bộ đồ đi làm đó nó không khác gì cái bộ đồ ngày xưa mà anh quyết từng gặp lần đầu tiên Nó là chị tâm mặc cá sơ mi và cái chân váy và cái đôi vớ màu đen cái đôi tất màu đen thì cái đôi đôi tất mỏng tất mỏng màu màu đen ấy, nhìn nó rất là khiêu gợi quý vị mà chỉ đứng chỉ lui cui sau bếp chỉ nấu đồ ăn đó là cái bộ đồ mà lần đầu mà anh quyết ảnh gặp và ảnh mê chị tâm luôn và bây giờ ảnh không ngờ ngày hôm nay tới ảnh lại gặp chị tâm trong cái diện mạo đó mà chị tâm lại xây lưng lại đứng phía sau lưng nhìn phía sau lưng nhìn nó rất là khiêu gợi thì giống như là anh quyết ảnh dằn lòng không có được quý vị Cho nên lúc đó giống như là Cái cảm xúc nó cuốn đi mất cái lý trí của anh rồi Nên ảnh mới nhào vô ảnh tấn dách chị chị Tâm luôn là vậy đó Rồi là coi như mọi chuyện nó mới thành ra như vậy Chứ ban đầu xuất phát điểm tới là định xin lỗi Tới là định thừa nhận sự thiệt Chứ không phải là tới để định làm này kia Thì sau cùng quý vị thì dĩ nhiên là cái anh quyết này á, ít nhiều gì anh cũng sẽ bị cái tội đúng không cũng phải có tội ít nhiều gì cũng phải dính tội nhưng mà chị lúc này của chị 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 tâm này chị không có kiện ảnh bởi vì lý do chị cũng nghĩ tới chồng của chị ngày xưa anh toàn nhiều lần nói là hồi trước anh toàn thành công được là nhờ anh em trong nhà giúp đỡ anh em trong nhà thất học anh em trong nhà học không cao để mà nhường nhường hết tất cả tiền bạc trong nhà tiền của trong nhà để nuôi anh toàn ăn học cho nên anh toàn có cái tâm nguyện là sau này nếu không thành công thì thôi thành công á sẽ giúp đỡ tất cả anh em và cho gia đình á à, của ảnh ngoài quê cuộc sống sung túc. Thì bây giờ anh Toàn ảnh đã đi rồi quý vị, anh đã đứt chỉ rồi. Nhưng mà chị Tâm chỉ nhớ ngày xưa mỗi lần vợ chồng ngủ quỷ gù gì á, anh Toàn thường hay tâm sự, anh Toàn rất là nặng lòng gia đình, anh Toàn rất là nặng lòng anh em, thấy không? Thương ba má, thương anh em dữ lắm và cũng thương luôn cả mấy đứa cháu của mình nữa. Cho nên á là chị Tâm chỉ mới suy nghĩ lại là chồng mình là người như vậy, nếu bây giờ mà mình làm tới công chuyện luôn á mà lỡ như á mà ông anh chồng này có mệnh hệ gì đi vô trong nhà đá hay là này kia thì mấy đứa cháu là con của anh quyết nè sẽ như thế nào đây tụi nó mang tai tiếng là ba nó vô nhà đá rồi xong rồi á là vợ anh quyết với anh quyết là chắc ta chắn là sẽ đường ai nấy đi rồi lúc đó có phải chăng là thêm một gia đình bị phá hủy không và giống như là chỉ cảm thấy làm cho nó ra ngô ra khoai nó cũng không giúp ích gì được nữa bởi vì anh toàn ảnh đi là anh đã đi rồi bây giờ dù là có làm anh quyết này kia đi chăng nữa thì anh toàn cũng không thể nào sống lại quý vị cho nên cuối cùng á thì cái cách á mà chị tâm suy nghĩ cuối cùng là cái cách á nó là chị tâm không để anh quyết vào trong đầu cái cách mà gọi là tha thứ nhưng mà nó lại là cái nỗi đau giằng xéo người ta nhiều nhất quý vị sau đó thì vợ anh quyết á cảm thấy có lỗi với lại em dâu quá, cho nên là vợ anh quyết mới quay về quê sống và anh quyết á phải đi theo vợ về dưới quê rồi xong rồi á bây giờ hai đứa con gái học ở sài gòn thì vẫn cho nó đi học trên đây nhưng mà vợ chồng á với lại thằng con trai á, thì quay trở về quê sống và cái căn chung cư đó thì anh quyết á, kêu bán đi và toàn bộ cái số tiền mà căn chung cư đó bán đi được á thì anh quyết lấy ra là toàn bộ là số tiền đó trả hết cho em dâu luôn nhưng mà chị tâm chỉ không lấy chị tâm chỉ nói là chị chỉ lấy đúng cái số tiền 2 tỷ thôi nếu như sự thật là 2 tỷ đó là chồng em cho đưa cho anh thời điểm đó thì bây giờ anh chỉ cần trả đúng 2 tỷ thôi thì sau đó gì thấy em dâu là nhất quyết quá cho nên là anh quyết cuối cùng á là anh trả đúng 2 tỷ. Và cái số tiền còn lại á thì anh quyết anh để đó để mà về dưới quê à, mua một căn nhà riêng vợ chồng ở rồi bắt đầu là lo cho hai đứa con học hành tử tế. Sau đó thì anh quyết anh sống dưới quê luôn và không bao giờ anh lên Sài Gòn trở lại quý vị. Thì đây là một cái câu chuyện mặc dù nó đã kết thúc rồi nhưng không phải là kết thúc có hậu quý vị nha, nó cũng để lại một cái cảm xúc trong lòng của mỗi người. Và nêu 10 cũng cảm thấy rất là thương cảm cho cái hoàn cảnh của anh Toàn thật sự mình thương cho cái hoàn cảnh anh Toàn và chị Tâm đúng không quý vị Cái câu nói mà toàn tâm toàn ý nhất trí thành công Cái câu này bây giờ nó đã mất đi cái chữ toàn rồi nó chỉ còn có tâm và ý và trí thôi Còn cái chữ toàn đâu nó đã mất rồi Mình thấy tự nhiên mình thấy bây giờ Nó đau lòng sao đúng không quý vị Thiệt sự nếu mà là chị Tâm Nếu mùi thiết nghĩ chắc chỉ sống không nổi Thiệt sự Tại vì sao Bây giờ ngày nào cũng vậy, nhìn thấy chồng mình nè, rồi nhìn lại như cái công ty chồng mình ngày xưa xây dựng nè, cái slogan của công ty nè, nhìn vô những cái đó nó bao nhiêu kỷ niệm nó ùa tới làm sao mà chịu đựng nổi đúng không quý vị? Thật sự mà nói là như vậy, rồi cái cảm giác mà chồng mình á, với mình tự nhiên trước khi mà chia tay nhau, chồng mình đức chỉ á thì lúc đó vợ chồng chưa có đăng ký kết hôn trở lại. Quý vị thấy khổ tâm chưa? chỉ vì cái người anh chồng này hại mà cuối cùng bây giờ anh toàn ảnh mất mà trong trạng thái ảnh với vợ ảnh vẫn còn ly hôn bởi vậy nơ mời tức cái thằng anh này dễ sợ luôn rồi bây giờ nơ mời tức cái ông nội ông quyết này dễ sợ luôn á xin lỗi nhà anh nào tên quyết thông cảm nên nơ mời không phải kêu anh quyết uh, chung chung đâu nơ mời đang nói là cái anh quyết trong câu chuyện nha anh quyết ơi trời ơi bây giờ tức quá bây giờ tức cái ông nội này dữ lắm quý vị coi chịu đời thấu không tại ổng mà bây giờ vợ chồng người ta ly hôn rồi ly hôn giả cái tự nhiên giờ thành ly hôn thiệt luôn bây giờ ông ông anh toàn anh đức chỉ về mỹ lụm dây trai bây giờ chị ý á, trên danh nghĩa giờ đã ly hôn chồng giờ thành độc thân quý vị coi chịu đời thấu chưa đáng lý ra vợ chồng ta ban đầu là vợ chồng hạnh phúc rồi bởi vậy cho nên á, nếu nêu mười nói cái nghiệp của ông nội quyết này ác lắm bây giờ tội là gì với ông nêu mười đang thấy tội là tội cho hai đứa con gái của anh quyết quý vị không tại vì ông nội ông quyết này ông ác nhưng mà bây giờ con gái nhờ đức cha mà cha nó vậy giờ hai đứa con gái tội nghiệp ông tội nghiệp Nêu Mười đang tội là tội cho hai đứa con gái á, giờ nó đang học đại học, nó chuẩn bị ra trường, đi làm rồi. Rồi đây rồi nó yêu đương rồi, không biết nó gặp thằng sở khanh, sở đỏ nào đây, hiểu không? Thì thưa quý vị, đây là cái câu chuyện mà Nêu Mười chia sẻ. Và cũng mong á, là quý vị, cô chú, anh chị mình sau khi nghe xong, có thể là mình bình luận bên dưới, mình chia sẻ cùng với Nêu Mười. Chứ Nêu Mười tức quá, bây giờ Nêu Mười hôm nay mặc áo cổ lọ luôn rồi quý vị ơi. Mặc dù là mình đã chuẩn bị trước rồi, nhưng mình vẫn rất là bức xúc quý vị và nếu như quý vị nghe xong quý vị bức xúc quý vị comment bên dưới cùng với nêu mười giờ thì giờ đây thì đây cũng là bài bài học kinh nghiệm nè anh em nè anh em thương lấy chân tay không mà anh em kiểu này chắc chỉ có anh em tam tay thôi chứ anh em nào mà anh em như thể chân tay cái này anh em như như thể tam tay thì có thì đến đây nêu mười xin phép khép lại video hôm nay tại đây cảm ơn quý vị cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị trong một video kế tiếp